Ok, bây giờ mình bắt đầu bài 2 luôn nhá, cho kịp. Ok. Bài 2 này em cũng sẽ gửi, nhưng mọi người cứ để ý tập trung thôi, còn em sẽ gửi cho mọi người. Em sẽ gửi cho mọi người sau. Để em... Ok rồi ạ. Rồi. Mình sẽ đi nhanh tại vì bài hôm nay hơi dài. Bài này nhà mình là em muốn hỏi trước khi vào, em hỏi một chút là bài này là bên nhà mình ai học bài này chưa? Có đọc quá rồi. Khó học À, rồi. rồi. Vâng. Tháng tại vì mọi người như mọi người thấy thì là lockdown thì cái test center họ sẽ đổi. Nhà mình đã ai đăng ký cái tháng 1 này chưa nhỉ? Chưa. Chưa chưa đúng không? Thì em nghĩ là mọi người lên đăng ký tại vì tháng 1 này sẽ không thi được, nhưng mà nếu mọi người đăng ký bây giờ ấy thì tháng 2 là mình sẽ được đi thi. Còn nếu mà mình không đăng ký thì mình sẽ bị muộn hơn. Mà em thấy là cái kiến thức theo kinh nghiệm của em ấy, mọi người rất là học rất là chăm chỉ, nhưng mọi người nếu mà test nó không có thì mọi người sẽ quên mất, mà quên mất thì mọi người sẽ học lại rất là khó. Hay là tóm lại là em mong muốn là mình đi với nhau cũng mất thời gian rồi, nên cố gắng là thi học xong là mình đi thi luôn. Nên là mọi người ai mà chưa đi chưa ai mà chưa đăng ký thi thì em nghĩ cứ đăng ký đi, thì nó sẽ mua sang tháng 2 của mình đấy. Thì tháng 1 mà cố gắng là mình xong hết và tháng 2 mình đi thi cả nhà nhé. Nếu mà mọi người đăng ký ngày nào thì báo để mình biết là kiểu như là ai thi ngày nào thì ngày nào ấy, có động lực đi cho nó vui. Cho nó vui. Ok, tại vì ok đến bài attitude worksheet này. Thứ nhất này là bạn lên để khoảng cách nào giữa bạn lên để khoảng cách nào giữa bạn và xe phía trước khi khô. À đâu, sorry. Em đây ạ, em phải mở khách lên. Dạ vâng ạ. Nếu mà nhà ai ổn có thể view ạ. Mai đâu. Nhà chị ổn cho chị tắt tắt mic nhá. Nếu mà chị nói thì chị mở mic lên nhá. Dạ vâng, ok không sao ạ. Vâng. Thế ạ. Thì thứ nhất là nếu bạn đi đằng sau một chiếc xe, đặc biệt là xe lớn, thì tầm nhìn của bạn ra đường bị hạn chế Chưa thấy chị ạ, chưa kiểu chưa lên. chưa thuê nào. Stop xe này. Anh Vinh ơi, anh Vinh ngược lộn đầu rồi, chắc để điện thoại anh ngược rồi anh Vinh ơi. Rồi xong, chết rồi. Mọi người có nhìn thấy không ạ? Dạ thấy rồi ạ. Ok, mình bắt đầu ạ. Nếu bạn đi đằng sau một chiếc xe, đặc biệt là xe lớn, thì tầm nhìn của bạn ra đường bị hạn chế. Đấy ạ, thì em sẽ highlight từ những cái từ keyword nhé. Do view thì do view này. Is restricted này. Đấy là câu 1 này. Ok, thứ hai này. Nếu xe tải đang vượt bạn nhưng mất nhiều thời gian, bạn nên giảm tốc độ và để người đó vượt qua. Thì nori overtaking này. Taking slow down. Nếu mọi người nhanh hơn chậm hơn thì cứ bảo em. Đến cái topic thứ hai là xe điện này. Những đường có đường xe điện có thể gây khó khăn cho người đi xe đạp. Em nghĩ là mình sẽ highlight từ chain light và cyclist difficulty. Xe điện đi theo chỉ dẫn của biển báo hình thoi. Và only use do on là chỉ sử dụng còi của bạn để cảnh báo người khác về sự hiện diện của bạn này. Chứ không phải mình sử dụng còi lúc nào cũng được nhá. Mọi người nhớ từ present này, tí làm test nó sẽ có những cái từ đó. Only flash này, do headlight này. Khi là you are there này. Chỉ nháy đèn pha để người khác biết là mình đang ở đó. Tiếp tục. You were traveling at the legal speed. Nếu bạn đang đi với tốc độ cho phép và xe phía sau bắt đầu nháy, bạn lên cho xe vượt thì legal speed limit này. And car behind, you should allow overtaking. Em nghĩ là để cho đỡ buồn ngủ, em sẽ đọc từng người. Speed car behind, legal speed đi tốc độ cho phép và phía sau bắt đầu nhấp nháy này. If you're traveling at legal speed, the car behind start flashing này. You should allow the vehicle to overtake này. Có nghĩa là khi bạn đang đi với tốc độ cho phép và xe phía sau bắt đầu nháy thì bạn lên cho xe vượt. Ok. Tại các ngã tư không được đánh dấu này. Unmarked crossroad này.
thì you should slow down and look both way này. Có ok không ạ? Có nhanh quá không ạ? Không, cứ tiếp tục. Không, tiếp tục. Okay. Okay. If a driver following you too closely này. Slow down to increase the gap between the car and slow down này. Nhiên liệu diesel bị trơn này. Nhiên liệu thì bị trơn trượt này. Bạn lên kiểm tra lắp phụ kiện của bạn. Của bạn này. Xem đã chặt chưa để đảm bảo không bị đổ, không bị slippery này. Không bị đổ dầu ra ngoài, nó không bị tràn dầu ra ngoài. Thì em nghĩ là chỉ nhớ cái keyword này cho em thôi ạ. It should feel the cap. Mình vặn chặt đấy ạ. If nếu làn đường dành cho xe buýt không hiện thì giờ thì làn đường đó sẽ hoạt động mọi lúc là 24 giờ. Nếu mà nó không hiện thì nó là 24 giờ, đúng không ạ? No time thì là 24 day. Đấy, tiếp tục. Mọi người nhớ cái keyword này cho em. Nếu mà đường khô thì là 2 second gap. Đường wet, cứ nhớ cái keyword này thôi, thì là 4 seconds, sorry. Nếu mà đường icy road, 20 seconds. Yeah, 20 seconds. 20 seconds thì bằng bao nhiêu time ạ? À? Mọi người có biết không? 20 seconds. Thì nó là 10 times. Tại vì có thể test nó sẽ ghi là 20 seconds. Nó hỏi bà là, nó bảo icy road là bao nhiêu times, thì nó là 10 times. Còn bao nhiêu second thì là 20 seconds. Ok? To turn right at the end of để rẽ phải ở cuối đường một chiều, hãy lái xe của bạn ra làn đường bên phải. Turn right at the end of one way road, đường một chiều nhé. Nếu mà turn right này một này. Đấy, tiếp tục nữa là one way road này. Rồi. Thì right hand lên này. Đấy. Hồng học ACC không Hồng? Bạn Hồng học ACC không Hồng? When học là thông kế toán mà đúng không? When a traffic queue là khi tham gia giao thông vào ban đêm này, để đảm bảo bạn không bị lóa mắt những người lái xe phía sau, bạn lên cài phanh tay và nhả phanh chân. Thì keyword ở đây là xếp hàng at night này, traffic queue at night này. Thì driver này, mình không được làm lóa mắt người ta. Parking brake thì mình đầu tiên là mình parking brake on and delete the foot brake này. Đấy, rồi ạ. Tiếp tục nữa là cái từ token crossing thì mình, mọi người nhớ là token crossing này. Thì em học cái mẹ của em học là tow là chu ấy ạ. Chu là chu can ấy. Là có thể ấy ạ. Thì em nhớ là car and cyclist. Thì mọi người cứ nhớ, tại vì nó mấy cái này hơi bị... vào học hay bị quên ấy, mọi người cứ nhớ cho em là token khi người ta hỏi thì mọi người nhớ là chu can là cái gì, có thể là car and cyclist, nó là cái mẹo để mình nhớ thôi. Đấy, tí em sẽ cho mọi người xem video để mọi người hình dung ra cái sự khác biệt giữa token, predicate, flashing. Mọi người có phân biệt được mấy cái này không? Token như thế nào, predicate, flashing trên đường mình đi ấy, đúng không chị Hương? Còn token là car and cyclist này, ok này. Predicate, mọi người ở nhà mình biết cho em là pelican là cái gì ạ? À? Đường nó như thế nào? Đường. Phù ghê. Không. Đường nó có cái đèn, có cột vạch đỏ đen, xong ở trên có cái đèn nó nháy vàng. Có nghĩa là cái đèn pelican là cái đường mà mình đi qua ấy. Cái đường mà mình đi qua, đường mà đường dành cho người đi bộ ấy. Và là... nó có cái đèn mà nó flashing. Nó phát sinh. Còn đèn vàng nháy thì trên nó biển hiệu là nó có cái biển, có nghĩa là token cũng là cái đường mà đi sang đường trong, nhưng mà nó có biển, nó có cái ô tô và nó có cái cyclist đấy. Còn flashing amber thì nghĩa là give away to already crossing, you can go. Flashing amber là gì mọi người biết không ạ? Cũng là đường ưu tiên cho người. Nhưng mà thì... nó có cái crossing ạ. Buffing crossing này. Tí mình xem video thì mình sẽ nhìn rõ hơn nhé. Buffing crossing là nó có cái sensor. Mọi người nhớ là cái trẻ con mà đi qua đường nó có ấn ấy. Nó có cái ấn ấy. Mà mình ấn rồi mình mới đi được qua đường ấy. Anh chị hiểu cái này.
thì cái đấy là tắm để chờ đi bộ. Đúng rồi. Còn nếu mà flashing amber này, puffin này, pelican này, ok rồi, you can go. Thì nó ấn không, nó cứ tích 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 ấy, đúng không ạ? Xong mình đi qua đường đấy, đấy. Còn traffic light thì mọi người biết rồi đấy, đỏ. Đầu trên, trên của đầu tiên gọi là đỏ đúng không? Giữa là vàng, cuối là xanh, thì nó thứ tự. Màu đỏ là được đi à chị? Sao em? Màu đỏ là được đi đúng không? Đỏ stop. No. Nghiêm túc mày. Đỏ là stop. Amber là giữa thì là đợi. Còn green thì là green là xanh. Nhưng mà nó theo cái quy trình của nó này. Có nghĩa là nhìn khi mà có đỏ thì dừng lại. Nhưng mà nếu nó có đỏ vàng thì mình làm gì ạ? Đi. Chuẩn bị sẵn sàng ấy. Sẵn sàng để đi. Thế là lúc nào mà nó có đỏ vàng này mà có xanh thì đi được đúng không? Thế nó có vàng, vàng rồi đỏ thì sao? Chuẩn bị dừng. Dạ vâng, đúng rồi. Bạn YouTube level way pupil. Zebra crossing là cái gì mọi người biết không ạ? Đường zigzag ấy. Cái đường qua mà cứ có vằn vằn. Đường đi bộ dành cho người đi bộ. Dành cho người đi bộ. Nhớ em là mình không bao giờ được vẫy người ta nhá. Đi ra đường thì nó sẽ có câu này trong đó. Tiếp tục này, emergency này. COVID. Mọi người nhớ cho em cái từ trong chị Thương thi nhiều rồi, chị Hương sẽ nhớ đúng không? Lúc nào nó cũng có câu này. Blue flash. Nếu mà người ta hỏi cái blue ấy cái, thì mọi người luôn nhớ cho em là police này, fire này, bomb này. Nhá. Đấy. Còn nhớ, cứ nhớ là doctor là green. Đấy. Màu xanh lam này thể hiện cảnh sát, xe cứu hỏa xử lý này. Cái câu này 100% nó có. Nói chung là tất cả những câu em hay là một đỏ vào kiểu gì cũng có. Nên mọi người cứ nhớ key là mọi người vào thôi. Doctor là màu gì mọi người? Màu xanh. Vâng, là green này. Sometimes là cái câu của bọn disable. Đấy, slow moving vehicle user. Bọn nó sử dụng cái gì chị? Amber. Flashing này, đây slow moving. Đèn vàng. Đèn vàng nhấp nháy là xe của bọn disable. Bên tên đường ấy chị. Bên tên đường ấy. Thì sẽ có những cái video này cho mọi người. Đấy. Mình sẽ quay trở lại cái này sau. Bây giờ mình sẽ xem một vài cái video để mọi người hình dung ra đã nhá. Ok. Em sẽ làm video là dễ một chút. Mọi người nhìn thấy không ạ? Có. Rồi, emergency vehicles use blue flashing lights. Đây, cái câu này là blue mọi người nhớ nhá. Mọi người nhìn thấy cái này ở trên đường không? This could be the police, bomb disposal, fire engine, ambulance. Okay. Nếu có câu này thì không ai được làm sai nhá. Câu này chắc chắn sẽ có. Doctors on call will use green flashing lights and amber flashing. Đây. Thì bây giờ okay. Lights are used by slow moving vehicles. This could be road maintenance vehicles, extra wide loads, or vehicles that have a restricted speed of less than 25 miles per hour. Okay. Nhung à? Nhung ơi, cái video này nói về gì Nhung? Nói về màu của các xe. Em nó có ba câu, em tóm tắt ba câu ấy đi. Thứ nhất ấy là... thứ nhất là màu green, màu blue thì xe cảnh sát, xe chữa cháy với cả xe bom, kiểu chữa bom ấy gì ấy, là có màu ấy. Còn màu green thì cho xe của bác sĩ, còn màu vàng thì cho xe kiểu chạy tốc độ chậm. Okay, rồi, đấy là ba câu hỏi của mình nhá. Cảm ơn em. Tiếp tục ạ. Traffic light sequence. A red traffic light means stop and wait. You must stop and wait. Stop and wait. Màu đỏ là Đạt ơi, cái này là gì Đạt? Màu đỏ red. Stop and wait. Okay. Red and amber means stop and wait as well. You can prepare to go, but it still means stop and wait behind the line. Green means go if it's safe. Amber means stop and wait. If it's safe,
Isabel, màu vàng là gì em? Màu vàng là cũng là stop. Nhưng mà như kiểu là sẵn không nói nếu mà dừng qua chờ kiểu vậy. Must stop before it turns to red behind the line. Sometimes you'll see a green. Nếu mà cái này thì thế nào nhỉ? Chị Yến. Cái này là được rẽ rẽ trái. Okay. Đèn đỏ mình được rẽ trái ạ. That means you can go in the direction that the green arrow is pointing. Okay. Of your presence. That's the only reason that you should be using them. You can use your hook all after 7 so after 7 o'clock in the morning up until 11:30 p.m. So just before midnight, that's when you can use your horn. After that time, you should flash your lights to warn people of your presence. Trinh ơi, video này nói gì Trinh? Em chưa kịp nghe luôn á chị. Ồ, chị em bảo sắp nhỉ, chị cứ quên. Nhớ đến con này là nhớ đến sắp. Ok, chị tắm. Có cái câu này, cái main của từ là main là mình bật được đèn từ 7 giờ đến 11 rưỡi đêm. Nhưng mà nó thể cái warm, cái people, present thôi. Hiện tại, thời gian hiện tại. Từ bật còi. Flashing of light. Ok. Này, bật sắp luôn cho em này, chả hiểu sao. Hay là máy chị nó auto bật sắp được không nhỉ? Hay là mình vẫn phải bật từng video một? Zebra crossings. You must not park on a crossing or in the area covered by zigzag lines. You must not overtake the moving vehicle nearest the crossing. You must give way to pedestrians, but never wave or gesture a pedestrian to cross the road. Let them make their own mind up. Okay, zebra crossing. Hồng giải thích cái này cho mọi người không? Chưa, Miu Miu bạn ơi. Miu rồi. Nghe thấy chưa nhỉ? Nghe được, bây giờ nói lại thế rồi. À, cái xe là không được chạm vào cái đường rích rắc và phải chờ người đi bộ đi qua. Pedestrian crossing road, let them make their own mind up. Okay, cảm ơn bạn. Other crossings are zebra crossings with a crossing for bikes as well. Okay. Anh Vinh ơi, anh Vinh hiểu cái này không? Có đường Tiger Crossing, nó bao gồm cả đường dành cho người đi bộ và người đi xe đạp đi qua đường. Toucan crossings are traffic light controlled crossings for pedestrians and cyclists. Đấy, mọi người nhớ trong cái bài của mình ấy, token là toucan á. Toucan cross ấy là hai người có thể cross ấy. Thì là cả gì cyclist và người đi bộ đúng không ạ? Yeah. A cyclist can cycle across the road. You can remember this easily. Toucan cross the road. Cái này mình nhìn rất là đơn giản nhưng mà em thấy trong bài test của mọi người fail nhiều lắm. Mọi người hay fail câu này lắm. Pelican crossings are traffic light controlled. Đấy, mọi người nhìn hết pelican là cái đèn xanh đèn đỏ ấy ạ. Có nghĩa là mọi người cứ nghe túc tắc tích tắc ấy thì là cái mà nó thể hiện là nếu mà nó hiện xanh lên là mình đi qua đường ấy. Đấy. Thì pelican còn Falcon crossings with an amber flashing phase. They don't have a steady amber light. Instead, they have a flashing amber light. When the flashing amber light is showing, if pedestrians are still on the crossing, you must wait. If the crossing is clear, then you can go. Puffin crossings are traffic light controlled crossings that are intelligent. Đấy, thì nó khác biệt là nó có cái ấn nhấn nút đấy đúng không ạ? Vâng. That means they have a sensor
so they know when pedestrians are still on the crossing. Pegasus crossings are traffic light controlled crossings designed for pedestrians and horse riders to cross together. Crossings with an island are classed as two separate crossings. Okay. Trinh tóm tắt cái cuối cùng đi Trinh. Are classed as two separate. Stickle crossing là gì em? Là nó có cái đường, nó có cái chỗ chính giữa ở ngay cái đường mình qua đường đó chị. Có two separate đúng không? Ok. Dạ. Yeah. Mọi người có theo kịp không ạ? Dạ. Yeah. Hơi lòng hoàng tí nhưng mà về đọc lại chắc rồi. Tí nữa mình làm test lại một chút. Okay, so let's have a look at some questions and how you should go about answering them. So you're driving in traffic at the speed limit for the road. What should you do if the driver behind is trying to overtake? Okay, câu hỏi này là... okay. ai nghe được câu hỏi này không? Nhung nghe được không Nhung? Câu hỏi là kiểu khi bạn đang lái xe kiểu với tốc độ bình thường trên đường thì bạn nên làm gì khi nếu người lái xe phía sau muốn vượt qua bạn ấy? Nháy đèn vượt qua. Thì có, bây giờ mình có 4 câu, 4 đáp án đúng không? Ok, Trinh ơi, Trinh đọc đừng thường đáp một án một Trinh. Dạ, đáp án đầu tiên là di chuyển gần tới cái xe phía trước. Người lái đằng sau không có cái chỗ để vượt qua. Ok, rồi. Đáp câu thứ hai. Đáp thứ hai là giữ cái vận tốc và theo cái xe phía sau vượt qua. Ok. Và ý là cho phép cái xe phía sau vượt qua. Ok. Cái thứ ba. Vẫy xe phía sau để đi qua. Ok. Cho phép nó vượt qua. Anh Vinh, cái thứ tư. Tăng tốc anh ạ. Tăng tốc và tăng tốc cách tránh tốc tránh xa cái xe đằng sau. Mọi người sẽ chọn đáp án nào ạ? Đáp án thứ hai. Ok, tại sao em lại chọn đáp án thứ hai? Tại vì mình vẫn đi với tốc độ của mình thì kiểu khi họ vượt qua thì họ thấy an toàn, họ sẽ vượt qua. Đúng rồi. Tại cả mình cũng biết thì mình sẽ thử phương pháp lại trừ nhá. Nếu mà nó nói là move close mà no room to overtake thì theo cái ethic ấy thì cũng không được đúng không? Dạ. Yeah. Đạo đức thì nó cũng hơi, thì mình loại bỏ cái câu này luôn. Còn thì mình luôn nhớ là không được wave hay không được vẫy vầy ai hết ạ. Thì em nghĩ là cái đáp án thứ ba này cũng sai, tăng tốc thì cũng sẽ sai luôn. Đúng không? Yeah. Chỉ còn cái hai là đúng thôi. Đó, thì em nghĩ là nếu mà nếu mà nghe trong đó, trong bài test mà mọi người không nhớ thì cứ dùng phương pháp loại trừ thì đúng là đáp án thứ hai là đúng ạ. Rồi ok. Tiếp tục. Để cho nó nhanh. The next question we'll look at is take when it's safe. Which one do you think is the safest answer? Okay. Or speed new road, why do it? Đây là cái okay. Look at is you're approaching a red light at a puffin crossing. Pedestrians are on the crossing. When will the red light change? It's the first thing to think about. Don't look at the answer. Okay. Ai ra ngoài nhỉ? Nhà mình có ai ra ngoài không? Mà nhà mình vẫn ở trong này đúng không ạ? Vẫn 9 người. Không, yeah. 9 người. Vâng, thế thì bạn này không trở lại thì bạn. Được ạ. Tiếp tục là cái Nhung đọc cái này đi Nhung. Bạn đang đến gần đèn đỏ của Puffin Crossing. Người đi bộ muốn qua đường. Khi nào thì đèn đỏ thay đổi. Đèn đỏ thay đổi. Ok. Mọi người sẽ chọn đáp án nào ạ? Thứ ba. And clear not crossing. Khi mà người đi bộ đã không còn ở trên cái đường đấy.
Ai có đáp án cao không ạ? Không. Okay. Okay, so what you want to think is, what is a puffin crossing? And if you remember from my video, a puffin crossing is an intelligent crossing. So at a puffin crossing, there's a detector that detects when pedestrians are on the crossing. Can you remember the picture with a puffin and a book? Just to show you and help you to remember that puffin crossings are intelligent crossings. Let's look at the answers. When will the red light change? When you start to edge forward onto the crossing, when pedestrians have cleared the crossing, when the pedestrians push the button on the far side of the crossing, when a driver from the opposite direction reaches the crossing. So again, you can immediately get rid of two rubbish answers. So it's not going to be when pedestrians push the button at the far side of the crossing, because that's not something pedestrians do, is it? They don't cross over the road and then push the button. And it's not going to be when a driver from the opposite direction reaches the crossing, because there may never be a driver from the opposite direction. So you're left with, when you start to edge forward onto the crossing and when pedestrians have cleared the crossing. Again, you can think, what is the safest answer here? Well, it's not safe to start to edge forward onto the crossing. So the answer here would be when pedestrians have cleared the crossing. And the final question we'll look at in this section is, which vehicle will use a blue flashing beacon? Bomb. If you think back to the video, so whatever you've got in your mind now you can read the answers. Is it motorway bomb disposal, snow plow? Can remember from the videos, you'll know that a blue flashing, so which one of those is an emergency service vehicle? Good. So the answer here is bomb disposal. Okay. A bomb disposal vehicle will use a blue flashing beacon. Yeah. Okay. I hope that makes sense. So what we've done here with the questions is look at the questions and then try and think, what do I think the answer is? And then read the four answers, get rid of a couple of rubbish ones. Here's a couple of questions about level crossings. You're driving over a level crossing. The warning lights come up and a bell rings. What should you do? What do you think is the safest? Get everyone out of vehicle. One. Stop. Driving over. I mean, that's driving over. Thing you could do here. You're driving over when the warning light comes on and the bell starts to ring. Let me keep going and clear the crossing. I think you should get everyone out of the vehicle immediately. Do you think you should stop and reverse back to clear the crossing? Do you think you should keep going and clear the crossing? Or stop immediately and use your hazard warning light? Which is the rubbish answer here? Should we get rid of stop immediately and use your hazard warning lights? If you're driving over a level crossing, you don't want to stop. Should we get rid of B as well? Stop and reverse back to clear the crossing. So you're left here with A, we should get everyone out of the vehicle immediately, and C, keep going and clear the crossing.
Now, if you've already crossed over the lines, you've already started to cross over the crossing, then you need to keep going and clear the crossing. So the answer here is C, to keep okay. going. Mọi người hiểu hết câu này không ạ? Dạ. Yeah. Nếu ai không hiểu, bảo em nhé, mình sẽ dạy luôn. Here's another typical question you might ask about level crossings. At a railway level crossing, the red lights continue to flash after a train has gone by. What should you do? Câu trả lời của mọi người là gì ạ? Tiếp tục chưa? Không đâu. Đợi. Wait. Wait. Phone. Tiếp tục. Mình sẽ loại bỏ. Lớp là B là sẽ bỏ rồi đúng không ạ? Proceed with caution thì cũng sẽ bỏ đúng không ạ? B, D đều đỏ đúng không ạ? Thì bây giờ mình chỉ còn hai đáp án là A và C. Thì mình đã đến là đáp án sẽ là C. C. Ok đúng không ạ? Chị Hương đáp trả lời được hết. Chị Hương phải bắt chị Hương nhỉ? Which answer would you get? Would get rid of phone the signal operator. Ok, đây là được. Cho tiết kiệm thời gian nó có hai câu thôi. Stop time, please. If you break down on a level crossing or you're involved in an accident incident at a level crossing, here's what you need to do. Firstly, get everyone out of the vehicle and get them away from the crossing. Secondly, if there's a railway telephone, use it to call the signal operator. If there's not a railway telephone, then call the emergency services. Third thing, if there's time before the train arrives, push your car off the crossing. Only if there's time. Okay. Ba, nếu mà mình gặp cái breaking down level crossing thì ba việc mình cần làm là gì ạ? Trinh có nghe được không Trinh? Chưa nghe được rõ hết chị ạ. Rõ hết đúng không? Nghe được số 1. Số 1 là gì mọi người nhớ nghe được không ạ? Thì cho nghe lại từ đầu chị. If you break down on a level crossing or you're involved in an accident incident at a level crossing, here's what you need to do. Firstly, get everyone out of the vehicle and get them away from the crossing. Okay, câu này nghĩa là gì mọi người? Mọi người ra khỏi xe. Tất cả phải ra khỏi xe. Và okay, clear. Okay. Ở đằng sau. Okay, thứ hai nhá. Secondly, if there's a railway telephone, use it to call the signal operator. If there's not a railway telephone, then call the emergency services. Okay. Nhung dịch câu này Nhung. Thứ hai em. Câu này chị. Thứ hai là gì nhỉ? Nghĩa là gặp nguy hiểm thì gọi điện. Nguy hiểm thì phải gọi ở cái emergency của cái cột điện thoại đấy gần nhất. Okay. Để gọi cho service. Thì người ta mới biết được cái vị trí của mình. Before the train arrives, push your car off the crossing. Only if there's time. Thứ ba là gì ạ? Anh Vinh có nghe được câu này không? Anh Vinh, thứ ba. Là trước khi cái tàu nó đến đây là như trong trường hợp như kiểu là xe bị kẹt ở giữa đường ray tàu á. Trong bị ra khỏi xe. Thì là trước khi tàu đến là cố gắng đủn cái xe ra khỏi cái phạm vi cái đường ray tàu càng sớm càng tốt. Nhưng mà only if there is time, nếu có thời gian anh nhá. Ừ. Nếu mà có thời gian thôi. Đã. If any at this point an alarm sounds or the amber light comes on, get clear of the crossing. The train will not be able to stop. Great. Video cuối cùng. Giờ chúng ta đi làm bài test xem chúng ta nhớ được bao nhiêu. Box junctions are yellow crisscross markings painted on the road. The purpose of a box junction is to keep the junction clear. The rules of a box junction are that you must not enter a box junction unless your exit road is clear. Yeah, cái box đây là cái box junction đúng không ạ? Thì cái rule của box junction. Xem nào, xem ai chưa. Nhung đọc cái này Nhung. Nếu mà em vào box junction thì luật này là sao? Không được em không được em unless được là không được vào cái đường
Exit route clear. Là em đi thẳng. Unless you, cũng như cái đường exit này là cũng như những cái ô tô đằng trước này này, nó đi thẳng. Em không được, em được không được đi vào nếu mà trên cái đường này. Nhưng mà cái như cái ô tô này ấy, em nghĩ là nó, mọi người nghĩ là nó đi đúng hay đi sai ạ? Đi sai ạ, tại vì cái xe ở đằng ở phía bên tay phải đang muốn đi thẳng. Ok, tiếp tục. Mọi người nhìn thấy họ là cái có cái flashing không? Thì có nghĩa là nó xi nhan sang bên bên phải đúng không? Bên trái. Ở bên phải. Vâng, thì mình xem nó có đúng không nhá. Yeah. Your exit road means the road that you are going to drive into. You can wait in a box junction when you're waiting to turn right, and all you're waiting for is a gap in the traffic. I mean, thế là nó đúng hay sai ạ? Sai. Sai. Nếu cố tình nó đợi thì nó sẽ gây tắc nghẽn giao thông. Gây tắc giao thông. The road you're going into is clear. It isn't blocked with traffic. So it's okay to wait in the box junction until there's a gap in the traffic coming towards him, or the traffic light has changed. If the green car wanted to go straight ahead, you would not wait in the box junction because the road ahead is blocked with traffic. Yeah, we are approaching. Cái này là đúng ạ, tại vì họ họ rẽ phải, họ xi nhan nên họ không đi thẳng. Nếu họ đi thẳng ấy mà xe ô tô vẫn ở đằng trước ấy thì họ sai. Cả nhà hiểu em không? Nhưng mà tại vì đây là họ đã xi nhan, mình nhìn cái đèn đỏ của họ đúng không? Họ xi nhan sang bên phải nên là họ có được quyền, họ có quyền đợi ở đấy. We're going to turn right. There are arrows on the road telling us where we need to wait. Cái kiểu cái bốc đấy như là cái bốc để cho người ta không để cho toàn hay sao? Because our exit road is clear. We're just waiting for a gap in the traffic coming towards us. As soon as there's a gap in the traffic, all the traffic lights change, we'll be able to drive into the new road. Mọi người hiểu cái bốc tăng sinh này không ạ? Có nghĩa là ấy, mọi người cứ nhớ cho em nhé, nó sẽ có hai câu hỏi ở cái bốc tăng sinh này. Nếu mà có cái ô tô đi đằng trước đúng không? Ô tô như cái đường này nó clear hết rồi thì họ có quyền họ đi vào. Tại vì nếu đằng trước của nó là enter, nó được quyền đi thẳng, đúng không? Nhưng mà nếu mà nó muốn rẽ phải đi mà ô tô đằng trước vẫn có thì nó cái ô tô vừa rồi ấy, cái câu hỏi của nó là ô tô vừa rồi họ đỗ đúng, nó đi vào là đúng hay sai thì nó đúng. Tại vì nó rẽ phải. Thì nó rẽ phải mặc dù là có ô tô đằng trước nhưng mà nó đi từ từ nó rẽ phải thì nó có quyền đợi ở đó. Mọi người hiểu em không? Ok. Là kiểu cái vạch màu vàng ý là không, ý là nếu mà không rẽ phải thì không được đợi ở trong vạch màu vàng đi hả chị? Ôi em, nếu mà em đi thẳng. Đi thẳng thì được quyền, nếu mà em đi thẳng mà kiểu không có cái ô tô đằng trước thì em có được biên xuyên qua đúng không? Đấy. Thì nó sẽ có câu hỏi ở trong phần đấy nên mọi mình nhớ nhá. Ok, video mình xong hết rồi. Bây giờ mình đến phần hỏi đáp này. Mọi người có nhìn thấy màn hình của em không ạ? Không. Rồi ạ. Bây giờ mình bắt đầu làm bài nhá. Xem là chúng ta có nhớ được không hay nhanh quá. What? Bạn lên để khoảng cách nào giữa bạn và xe phía trước khi khô? 2 giây. Là bao nhiêu? 2 second. Chính xác. Tiếp tục ạ, câu thứ hai. Câu thứ hai là bạn lên để khoảng cách What? 4 second. 4 second. 4 giây. 4 giây, là nhớ được rồi nha. Tiếp tục. Bạn sẽ để khoảng trống bao nhiêu trong thời tiết? 20 seconds. Dài. How many times? 10 times. Anh sao anh làm nghề gì đó? Hả? Cái này anh làm nghề gì đó? Anh hỏi thật mà. Thật là thông minh. Ok, câu bao nhiêu giây trong thời tiết băng giá ạ? 20. Ok. Blue flashing light. Đèn nhấp nháy màu xanh ạ? Màu xanh lam ạ? Để ambulance. Police. Bomb. Police này. Bomb. Fire. Đúng rồi. Ok. Green ạ.
Doctor. Doctor. Okay. Khi nào được dùng còi ạ? Khi mà 7 giờ đến 11 rưỡi. 11:30. 7 giờ đến 11 rưỡi. Bạn lên bấm còi để làm gì ạ? Để cho người khác biết mình đang ở đâu. Chính xác. Câu 9 ạ, bạn có thể hoặc không thể bật đèn để bảo người khác đi. Có thể hay không thể ạ? Không thể. Không thể. Không thể. Chính xác. Câu 10 ạ. Lý do chính xảy ra tai nạn là do đâu ạ? Người điều khiển. Chuyện điện thoại. Ở đâu? Không có. Đây chỉ có thời tiết, điều kiện đường và người điều khiển. Người điều khiển. Làm sao để bạn có thể dễ dàng nhớ những ai có thể qua đường? You can cycle. Người đi bộ và xe đạp. Cycle and pedestrian. Đây là những kiểu qua đường nào? Số 12. Zebra crossing. Có phải chích xác. Ok. Tiếp tục ạ. Ai được ưu tiên đi trước? Phương tiện hay người đi bộ? It's three. Người ta là hình thứ hai gồm một hay hai cách qua đường. One or two. Hai cách qua đường. Two crossing. Để ý cái đèn vàng ở trên nó nhấp nháy á. Cái đèn vàng cái amber ở trên đó, đèn vàng amber nó nhấp nháy cái kìa, nhìn ở trên cọc chưa? Nó là gì? Đâu ạ? Chỗ nào ạ? Floodlight ấy. Floodlight trên nóc ấy, đó. Nó là đèn vàng nhấp nháy đó. Tiếp tục. Bạn đang ngồi trong xe để đợi một người phụ nữ qua đường, cô ấy không đi di chuyển. Bạn có thể ra hiệu với cô ấy để nói rằng cô ấy có thể qua đường không? Không. Không. Vì sao? Xuống xe bế bà qua đường. Tiếp tục này. Xe lá xanh lá đang đợi ở nút giao thông này. Màu vàng này. Việc này có ổn không? Tại sao? Ổn. Ổn. Có lẽ phải. Đã ok đúng không ạ? Lẽ phải thì được. Ok, mọi người. Tiếp tục ạ. Who can crossing can be you by? Người đi bộ và xe đạp. Người đi xe đạp có thể đạp xe qua đường. Cũng này có hai ý này. Who can này, crossing can be used by pedestrian and cyclist này. Và người đi xe đạp được phép qua đường này. Là người đi xe đạp có thể đạp xe qua đường. Ý thứ hai là người đi xe đạp lên xuống xe trước khi băng qua. Câu một, người đi xe đạp đạp xe qua đường. Who can đúng không ạ? Chính xác ạ. Khanh chọn, cả nhà mình chọn ý thứ nhất đúng không ạ? Yeah. Okay. Câu 18. Đây là loại gì ạ? Đây là đường kiểu đường gì ạ? Zebra đường kiểu như là dành cho người cưỡi ngựa. Người cưỡi ngựa đi qua. Kiểu như horse. Nó là cái gì? Quên bố này. Horse river. Nó có cái con ngựa đấy. Horse cushion. Đúng không ạ? Pegasus. Tiếp tục. Pegasus. Đây ạ. Qua đường Puffin là gì? Có cái nút để nhấn vào đường là gì? Cái đường lúc thông minh ấy.
biết đấy. Ok. Thế còn what is pelican crossing? Đèn vàng nhấp nháy. Đèn vàng nhấp nháy. Nó là cái pelican đúng vậy đấy. Nó mà bảo là ai ưu tiên đấy là cái pelican có đèn vàng nhấp nháy trên đầu á. At the level crossing, you will see the amber light first. What are the warning is there? Tại một con đường tàu bạn sẽ nhìn thấy đèn màu vàng trước. Còn có cảnh báo nào khác không? Vừa tàu qua. Giờ bạn sẽ nhìn thấy nó trước tiên. Nghe tiếng chuông. Cái gì có? Chúng nghe được. Có cái chắn ấy. Có cái chắn. Ok. À, câu trả lời là gì ạ? Tại một cái đường tàu này, nếu mà ở level có sự we see the amber light first, what are the warning is there? Tại vì mình nhìn cái amber là mình phải dừng lại đúng không ạ? Amber light. Yeah. Báo chuẩn bị dừng. Báo chuẩn bị dừng ạ. What must you do when you see the amber light? Nếu mà bạn nhìn thấy mình phải làm gì ạ? Dừng lại. Chỉ phải stop. What must you do when you see the crossing red line? Nếu mà mình nhìn thấy đèn màu đỏ, at the level crossing thì mình làm gì ạ? Chỉ phải dừng. Dừng lại. Mọi người ơi, xong hết rồi. Nhanh không? Hôm nay đúng một tiếng. Bây giờ em sẽ... Mình có ôn lại một tùy thuyết không hay mình đi làm bài test luôn ạ? À? Làm bài test luôn. Okay. Vừa làm vừa học. Vừa làm vừa học với ạ. Em muốn cho mọi người luận qua một chút đi để mọi người nhớ. Tại vì mình mong muốn là chúng ta sẽ đạt 100% ngày hôm nay. Nên là... Ok, mình luận nhanh nhá. Ôn lại đi chơi. Ôn lại nhá. Yeah. Ôn lại nhanh để chúng ta đạt được điểm cao này. Để em đỡ mất... Em cáo luôn mọi người liếc nhanh nhá, cho nó nhanh nhá. Mọi người nhìn thấy không ạ? Có. Con bé lại gọi rồi. Con bé. Fingers roll. Sense. Oh, I found it. Come back home. Mình làm, nếu mà có phần nào sai thì mình sẽ sửa luôn ở trong đấy nhá. Hôm nay có 39 câu ạ. Người có nhìn thấy không ạ? Có chứ. Ok, mình bắt đầu nhá. Không ạ. 29 câu. Chúng ta làm bao nhiêu lâu? Bây giờ là 20:56. Ok ạ, câu số 1. Đáp án thứ tư ạ. When letting them know. You are there. Yeah, number 4. Ok. Câu 2 ạ. Cycle. Ai không theo được bảo em dừng lại chậm lại nhá. Câu thứ 3. The rock back. Đáp án thứ 3. Drop back to leave. You are driving along with what should you do if the back track. Đáp án gì ạ? Thứ 3.
tư ạ. Slow down and be ready to stop. Câu thứ ba. Được. Câu thứ tư. Câu đầu tiên. Câu đầu tiên. Câu đầu tiên. Câu mấy ạ? Câu thứ nhất. Một. Keep wait, câu thứ tư. Stop way. Ready to on the crossing. Câu số một. Thứ tư. Câu số bốn đúng không? Yes. Mọi người nhớ Pelican đúng không? Câu thứ nhất. Yeah, number one. Number four. Allow the vehicle to overtake. Bốn. Số bốn. Câu số hai. Thứ nhất. Turn right, yeah. On the right hand line. It's headline. Is dipping headline. Goes so high. Yeah, so high. Câu thứ tư. Câu thứ hai, make the road sleepy. Câu đáp án là gì ạ? Thứ hai ạ. Slow down and breathe in to stop. Slow down. Câu thứ ba. Thứ ba. Yeah. Câu thứ ba. Thứ ba. Câu thứ hai. Câu thứ tư. Four seconds. Who's there? Mấy ạ? Four seconds. Slow down. Slow down. Câu thứ nhất. Yeah.
Câu số 1. 2 ạ. Câu số 2 sao hả? The light traffic with us. The lowdown. Đúng khoảng cách với xe trước mặt. Nó sẽ, nó bảo là chậm lại và giữ khoảng cách giữa xe, giữa bạn và xe thứ nhất. Thứ nhất, headline. Di chuyển headline. Thứ nhất hay thứ hai ạ? Thứ nhất. Câu số 3. Ba. Được rồi. Câu số 3. Keep stay course. Câu số 4. Yeah, go fast slowly. Boarding when you scan. Go to bar. To have a room. Ba. Doctor. Doctor Green Flash. Ambulance. Doctor Car. Doctor Car. Đáp án là gì ạ? Doctor Car. Doctor Car. Green Flash. Doctor Car. Thứ tư, fill the cap, đóng chặt nắp bình. Cái số 4, đóng chặt nắp bình nhiên liệu, bình xăng. Câu thứ nhất. Yeah, cái này đầu tiên, cái đầu câu đầu tiên. Chỉ dùng vanh tay. Bỏ phanh chân ra. Yes. Câu thứ nhất đúng không ạ? Chipping headline. Pin headline. Câu 3. Câu mấy ạ? Câu thứ 3. Câu thứ nhất. Thì sao lại câu thứ nhất ạ? Có cái hình thoi là của xe chan. Đọt xe điện. Ok ạ. Câu thứ nhất. Keyword mình nhớ ở cái câu này là gì em nhỉ? Present đúng không? Yeah. Present, no. Puffin là amber. That the amber. Stand amber. Đèn vàng nháy. Puffin có câu đèn vàng nháy. Stay amber. Số mấy ạ? Số 3. Steady. Stay amber. Steady amber. Stop and switch off the your energy. Stop and switch off the energy. Câu số 2. Câu
Toucan. Toucan. Từ hai. Số hai. Số. Số hai. Hai. Slow down and keep to the right. Slow down. Slow down. Slow down and look both way. Thứ hai ạ. Mấy ạ? Câu cuối cùng. Câu thứ hai. Mọi người đoán mình được bao nhiêu điểm? 5 điểm. 100 điểm. Đoán, ai đoán 100 điểm giơ tay. Yeah. Toàn cao thủ. Toàn cao thủ ấy đi thi thôi. May thi luôn kiểu thi là chỉ là, họ chỉ ra đề trong kiểu cái áp ní thôi à chị? Hay là họ có bài trong bài thi nhiều câu nó hỏi lớn đi một tí. Hỏi lớn nhưng mà đa số là nếu mà mọi người làm được cái test này. Giống như là lúc nãy là 20 second với cả bao nhiêu time đấy. Đấy, kiểu như thế đấy. Bạn học thì thấy nó mình nhung, độ tập trung nó rất là cao. Cả nhà thấy đúng đấy, không? Nhung có vẻ nhanh. Rất là cao. Ừ. Học lần nào chưa em? Chưa đọc hết câu, đã biết câu nào rồi. Mọi chứ người chỉ là kiểu kiểu cố gắng học để thi cho được luôn á, chứ không muốn thi lại thì lại. Mọi người trả lời nhanh quá. Nhưng mà nhiều khi nhá, là bài thi nhiều câu nó hỏi vặn vẹo mình ấy, là giống như là ten time hoặc là xây cần đánh lừa, câu hỏi đánh lừa. Ừ, đánh lừa đấy, là chị bị nhiều câu bị như thế đấy. Kiểu cái nghĩ đúng cũng phải biết một tiếng Anh để hiểu ừ, đó đó thế ừ thì chị tiếng Anh cũng giỏi phải... bằng em ấy nên thành ra là chị bị quan trọng là phải giỏi tiếng Anh để hiểu được mà người ta hỏi cái gì vậy thôi. Hay quá, cảm ơn mọi người. Là bài hai là kém. Em nghĩ là thôi bài nào mà được hết 100% chị Yến vào có kịp không chị Yến? Quyên bật mic. Isabel hôm nay buổi đầu dạ, em cũng hiểu một ít tại vì tiếng Anh của em không tốt lắm. Thế còn nếu mà ấy thì bảo mọi người chậm lại một chút nhá. Cô chút. Dung thì kể cô cứ lướt vào vèo, chưa đọc hết câu hỏi, cô đã biết câu nào rồi. Để chậm lại một chút, nhưng mà không sao đâu, để đi cùng nhau mà, nên là nếu mọi người chậm, mọi người cứ bảo mình dừng lại một chút, cho nó để miễn đội quân 9-10 người nó đi được hết về đích. Không ai bỏ sót. Để không ai bỏ sót làm sao. Dạ vâng, cảm ơn mọi người. Tiếp theo là thứ mấy nhỉ? Thứ 7 ạ. Em sẽ vẫn gửi đường link sớm như ngày hôm nay. Xong rồi mọi người vào xong rồi mình... Mọi người vào xong rồi mình có gì em sẽ để một người làm. Nếu mà em đi ra ngoài một người chặn cổng nhá. Ai vào trước em cũng make sure là co-host ý. Thì mọi người cứ ai vào mọi người cứ accept thôi, không sao cả. Đấy, em cứ để cho em 10 người trước. Lý do mà mình để nhà at least là mình nhìn thấy mặt nhau và biết tên nhau chứ còn không thì thôi. Lý do mình không biết ai mình rất là buồn ngủ. Lý do mà em cứ để cho mọi người đáp án để mọi người trả lời, mọi người tính. Mà nhiều người không vào được, mọi người đang comment là bảo tại sao không vào được, đông quá hay sao. Đạt lấy vợ rồi à, hả con này. Xem mặt con ơi. Nhìn mặt nó tưởng nó chưa lấy vợ, nhìn nó trẻ con hơn là trẻ con. Còn đang đi học chứ. Trời ơi, đúng rồi, tuổi trẻ tài cao. Là... Trong cái mặt của... nó non vậy thôi chứ nó cũng có trẻ gì hết. Nó 9 mấy, 92 mà hả? Cúm của Quỳnh Anh mấy tháng rồi. Em 2 tháng ạ. Vâng. Vừa đang khóc. Yeah. Ừ, trộm vía trong bụ. Để em ở bệnh viện 8 ngày mà. Bởi vì nó to quá. Có chị bao tháng? Có chị 2 tháng. Con em mấy cân?
Đấy, 12 tháng nó ăn đứt mày rồi. 7 tháng. 7 tháng. Mấy cân? 6 tuổi, 6 cân, 7 cân. Nó 2 tháng nó 7 cân rưỡi rồi. Không, oh, đẻ chắc là đẻ to rồi, đẻ này. Nó đẻ đã gần 5 cân rồi. Wow, sướng thế. Em vào em bị cấp cứu luôn mà. Thế là bác sĩ bảo. Vậy? Vâng, tại vì nó to quá ở đây nó không cho đẻ đâu. Trộm vía nhìn nhìn hình ở đây nó có cho mổ đâu, bên này nó không chết trộm, nếu mà trường hợp đặc biệt nó mới cho mổ, còn không nó bắt đẻ thường hết. Đúng rồi. Thế là, thế là em mới vào thì là nó bảo là bảo muốn đẻ mổ nó không cho, thế là đến thì bảo là không thì chịu thôi, may quá nó cho vào, sợ lắm. Em đây còn ba cái thi nữa, ba cuộc thi nữa mà bây giờ vẫn đang cuộc thi này, còn hai cuộc thi nữa. Thế thì em là em vẫn đi học hay là em đi làm rồi? Em thi B1 với cả bằng UK. B1 là mày, tiếng Anh của mày tốt thì B1 lo gì? B1 dễ mà. Thì đấy em đang chuẩn bị thi 3 đề đây, 3 lần thi này. UK thì học ấy thôi, đơn giản thôi. Thì đâu có lịch sử mà. Chị có YouTube của chị có live trên UK đấy. Đây này mà xem. Thấy nhiều đứa bảo học thuộc lòng hết rồi nhưng mà đi thi vẫn trượt. Cái gì hả chị? Life in UK ấy. À thế à? Life okay, UK phải là bi là loại nhiều và thuộc lòng. Thấy nhiều đứa, mà nó tiếng Anh nó cũng ok đấy, tiếng Anh ok đấy. Mà nó đi thi, nó bảo chị ơi vẫn trượt. Em thuộc hết rồi mà không hiểu sao em đi thi em kiểu như là không được bình tĩnh lắm ấy. Thi viên của em là... hỏi là đi thi chúng nó bảo là 6 phút ra, 6 phút ra bảo. Thế à?